chỗ đậu xe thì như thế này trong mùa World Cup. Đây có thể nói là một cái kết quả bất ngờ cho đội Đức trước khi họ chuẩn bị đội để đi về nước. Đức có thể đi vào vòng trong, một trong những đối thủ rất là nguy hiểm cho Mẹ Tây Cơ đó là Thụy Điển. Vì nếu Thụy Điển thắng Mẹ Tây Cơ là Mẹ Tây Cơ đi về. Sau trận thắng này của Đức thì anh thấy tương lai của đội Đức trong những ngày tới như thế nào thưa anh? Đến bây giờ thì không ai có câu trả lời tương lai, nhưng mà đội Đức có thể đi đến, hình như xác suất cỡ khoảng 80% là đội Đức sẽ đi vào vòng trong, cho dù là một cái hậu vệ chính của họ bị thẻ đỏ không có thể chơi vào trận tới, nhưng mà đội Đức thì rất nhiều người thành ra không có lo sợ chuyện đó. Nhưng mà cái đội mà nguy hiểm về nước nhất là đội Mỹ. Hôm nay thì tại thành phố Washington bạo động đã nổ ra là vì đội Mỹ thắng, nhưng mà trong vài ngày nữa nếu mà đội Mỹ không vào được là bạo động luôn cả California. Trận đấu ngày hôm nay tôi thấy coi như là kèo trên thì over gì, nhưng mà vấn người bắt Đức thì coi như là lâu nay mình thua, bây giờ mình lấy vốn lại chứ cũng đâu có thắng đâu. Cho nên thì anh em mà lúc nào cũng chết, không mà từ chết đến chết, không mà tôi là nạn nhân từ chết đến chết vì anh em. Bây giờ có thắng đâu, một cái nó thích cấp một cái ăn một cái đúng, mình lấy tiền mình về mình mừng thì thôi, có nhiều thôi chứ có đâu. Khuyên mọi người nên suy nghĩ lại khi đánh anh em. Thank you.